Xương Cự Đà, sản phẩm nông nghiệp thành phố Hà Nội, nơi phân bố làng Cự Đà, huyện Thanh Oai, sản lượng khoảng 30.000 lít trên một năm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trên hành trình tìm kiếm những sản vật nông nghiệp sạch, chúng tôi đã được dạo bước trên những con đường của làng cổ Cự Đà. Và khung cảnh yên tĩnh, cổ kính nơi đây khiến cho chúng tôi cảm thấy như mình đang được lạc vào một không gian xưa. Nhưng có một mùi hương đánh thức khứu giác và khiến cho chúng tôi trở về với thực tại. Và đó là mùi hương gì? Quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu nhé! Thổi xôi là mình sẽ phải phơi như này đúng không ạ? Để cho nó bắt cái mốc gọi là men vi sinh tự nhiên đấy. Mình chăm sóc mỗi ngày mình để đảo độ 2 lần lên. Khi nào mà lên mốc nồm đốm hoa cau ấy thì mình sẽ vo sạch cho vào ủ, thì nhiệt độ nó nóng đến 70-80 độ. Khi nào nó đỏ mà ngọt như chè mình sẽ trộn lẫn với nước mình phơi ở ngoài nắng. Bà ơi, để làm ra tương ngon thì mình sẽ sử dụng loại gạo gì ạ? Gạo nếp không lẫn tẻ, gạo nó to đều thơm, tương nó sẽ ngon. Loại đỗ tương thì sao ạ? Chọn loại đỗ mà nó không bị đỗ thối, rang này nó không có to nhỏ nên nó không bị cháy. Tại sao mình lại phải rang trước khi là luộc ạ? Phải rang thì nó mới thơm, nghiền nhỏ anh sẽ cho vào anh nấu. Đây gọi là nấu đậu và ngâm đậu. Em đã thấy là có mùi thơm như là nước đậu. Nhà mình dùng nồi hơi như này được lâu chưa ạ? Nhà anh dùng được 2 năm nay rồi. Ngày xưa anh dùng cái nồi này thì đun bằng than thì nó rất là ô nhiễm mùi. Cái ưu điểm của cái nồi này không bao giờ bị bén, kể cả xôi thổi cũng ngon. Thế là nồi mình sẽ đổ xôi này, luộc đỗ này. Đúng. Thế mình có làm được gì nữa không ạ? Nếu có gà thì hấp ngon. Đỗ có màu vàng rất là đẹp đấy. Đúng rồi. Đây là nước đậu. Ngày nào cũng phải khuấy lên. Có cần ngâm lâu không ạ? Có chum chỉ 15 ngày thì được. Có chum phải 20 ngày. Được thì mình mới trộn với mốc, với muối, phơi ra ngoài nắng. Ông ơi, nhà mình làm tương lâu chưa ạ? Đời các cụ làm lâu rồi, nghề gia truyền. Ngày xưa là nghề phụ của các cụ, sao truyền lại cho con, cho cháu đi, cứ tiếp tục làm thôi. Các cái dụng cụ làm từ đầu đến giờ thì đều phải bằng inox. Khi mà phơi nắng như này thì lại phải dùng chum. Xưa các cụ toàn đựng với chum vải sành hết. Tương này phơi được nắng nó mới ngon. Mở phơi khoáng thì mình để lâu, lắng nước nó không đều tương mà. Nhưng để khoáng lên thì nó mới đều được. Tương đang là màu vàng nâu rất là đẹp rồi. Tương này là đạt rồi. Một hương vị rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay sau một ngày trải nghiệm công việc làm tương ở làng cổ Cự Đà thì tôi biết được rằng từ xa xưa người Việt đã tạo ra những sản phẩm nông nghiệp sạch. Và ngày nay với công nghệ ngày càng hiện đại, Quỳnh Anh hy vọng rằng chúng ta sẽ vẫn lưu giữ được hương vị cổ truyền ấy và ngày càng làm ra nhiều sản phẩm nông nghiệp sạch hơn nữa. Tương Cự Đà tiêu thụ chủ yếu ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận.